Hello, chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lợi Mình. Hôm nay là chiều thứ ba ở Mỹ, 3:45 chiều. Ở Việt Nam giờ này 5:45 sáng. Chắc có nhiều người còn đang khò khò. Hello, xin chào. Chào anh chị em các bạn. Thì hôm nay Lợi Minh chia sẻ đề tài, tiếp tục cái đề tài đa nguyên đa đảng. Các bạn thấy cái vấn đề mà đa nguyên đa đảng, những thành phần mà chống cộng cực đoan, tụi nó hay đem cái bình phong của đa nguyên đa đảng để đặng mà nó mị dân. Cho nên các bạn, chúng ta cần phải tìm hiểu cho nó rõ ràng. Đa nguyên đa đảng nó không phải ở quốc gia nào nó cũng có thể phù hợp, mà nó tùy vào cái dân trí và cái sự ý thức của mỗi một quốc gia, mà của cái quốc gia sở tại đó. Nhiều khi các bạn lên mạng nghe người ta nói đa nguyên đa đảng, những thành phần mà chống cộng cực đoan đó, nó hay cho các bạn ăn những cái bánh vẽ. Nó cho ăn cái bánh vẽ rất là đẹp. Đó là một cái sự ảo tưởng. Đa nguyên đa đảng nó rất là phức tạp. Nó không có phải giống như nhiều người mà lầm tưởng. Anh chị em các bạn nên nhớ, khi mà mình nhìn vào cái mô hình mà đa nguyên đa đảng, nghe nó là tam quyền phân lập, thế này thế nọ, tưởng đâu là nó hấp dẫn lắm, nhưng phía sau đó nó có cả một cái hệ thống pháp luật, nó có cả một cái rừng lực. Anh chị em các bạn biết, ngay cả tôi nói về vấn đề đa nguyên đa đảng ở bên Mỹ cũng vậy, tam quyền phân lập cũng vậy, hệ thống tòa án nữa. Nói đến cái hệ thống tòa án của nó thôi là nhiều khi xanh máu mặt chứ không phải là giỡn. Khi mà đụng tới luật pháp là nó là cả một cái vấn đề. Đa nguyên đa đảng không có nghĩa là nó loạn cào cào lên là mạnh ai nó chống mạnh ai, đảng này chống đảng kia chống đảng nọ, chống đảng nọ. Nó cũng, các bạn biết, đối với cái thằng Mỹ tư bản, cái mô hình đa nguyên đa đảng của nó là một cái game, một cái trò chơi chính trị. Nó là một cái trò chơi chính trị để tụi nó đấu đá với nhau trong những cái nhóm lợi ích của nó thôi. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận vấn đề mà đa nguyên đa đảng, mà các thế lực thù địch họ tuyên truyền trên cái không gian mạng này. Nhiều người ở trong nước hiện nay, tôi chỉ đã làm tiếc là một số những người mà từng theo bác và đảng, tới cái buổi xế chiều của họ, họ quay ra họ chống đảng, họ chống cái đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước. Tôi chỉ lấy làm đáng tiếc cho những con người như vậy. Những con người đó phải nói là rất là khinh. Đối với tôi thì cái buổi xế chiều của họ, thay vì họ sống an phận cái tuổi già, để cho những cái thế hệ sau nó lãnh đạo tốt hơn, thay vì cái buổi xế chiều của họ, họ quay ra họ chống phá, xuyên tạc, thì tôi nói nó chỉ làm cho lụng bại những cái thế hệ sau này. Họ chỉ nhìn lại những con người đó họ khinh bỉ, chứ họ cũng chẳng có khen ngợi. Các bạn thấy, nhìn những người mà hiện nay mà theo bác và đảng, bây giờ quay ra tuyên bố là tôi bỏ đảng. Tại sao anh không bỏ đảng từ buổi mà anh còn làm ngồi ở trong cái ghế hàng ngũ của đảng? Sao những ngày tháng đó anh không có bỏ đi, hay là đợi tới buổi xế chiều, cái buổi mà nó không còn gì nữa, bây giờ quay ra làm mấy cái chuyện gùi bu cặt ngựa, nói nó hơi bậy bạ tục tiểu chút, nhưng mà nó sự thật, nó phũ phàng là như vậy.
Chào anh chị em các bạn trong chính đề. Ngay cả tôi lấy làm tiếc cho những người theo bác và đảng, rồi bây giờ lên trên không gian mạng kêu gào phải thay đổi một cái thể chế để làm cho đất nước nó tốt hơn. Cái đó là tôi thấy là sự ấu trĩ, sự ngu muội của những kẻ theo bác và đảng. Rồi trong buổi xế chiều quay ra sanh tập làm mấy cái chuyện không ra cái ôm gì. Nhìn về những người đó tôi cảm thấy thương những người như bác Giác, những người từng theo bác và đảng một thời trung kiên và chịu đựng. Người ta sống có nhục nhưng mà khi người ta chết nó vinh. Các bạn thấy khi bác Giáp chết, cả nước khóc, cả dân tộc khóc, thương tiếc ông. Các bạn thấy đó mới xứng đáng là một người theo bác và đảng, một người mà để có những thế hệ mai sau noi gương và học hỏi, rất là đáng kính, được lịch sử, được chép vào sử. Còn mấy cái ông mà bá dơ bây giờ buổi xế chiều rồi tuyên bố bỏ đảng tào lao, làm mấy cái chuyện không ra cái ôm gì, không có để những cái thế hệ mai sau nó còn biết cái nguồn, cái thành quả mà họ đã từng theo bác và đảng như thế nào. Tôi thấy đáng tiếc, nhìn những con người như vậy sao nó thấp kém khủng khiếp. Trong một bộ máy chính quyền nào thì dĩ nhiên nó cũng có những cái chưa không hoàn hảo của nó. Ngay cả Mỹ cũng vậy thôi, đâu phải thằng Mỹ nó đa nguyên đa đảng là nó là hoàn hảo đâu. Nó cũng như nồi cháo heo, từ trên xuống dưới. Cho nên ông Trump bây giờ ông phải sửa lại những cái mà gọi là đa nguyên đa đảng, toàn là bọn chính trị thao túng với nhau, tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau của những cái nhóm lợi ích. Một đất nước Việt Nam, một đảng, với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam đổi mới chỉ mới hơn 20 năm thôi, mà nhìn đất nước phát triển và đổi mới từ một cái đống gạch vụn mà hôm nay như thế nào, nhà nhà người người ăn nên làm ra, nông thôn đô thị hóa, cuộc sống người dân ngày một tốt hơn. Và đảng luôn luôn lắng nghe tiếng của người dân. Các bạn thấy còn mà nó kiểu mà đa nguyên đa đảng như kiểu Mỹ đi làm cày như con trâu con bò, đầu tắt mặt tối, sắm được cái xe, sắm được cái nhà, sắm được một tài sản rồi đó, rồi đóng thuế bảo hiểm đủ mọi thứ hết. Nó đâu phải đơn giản như vậy. Trong khi đó cuộc sống ở Việt Nam, một quốc gia một đảng, biết bao nhiêu người ăn nên làm ra từ khi đất nước đổi mới, đời sống mỗi một ngày nó tốt hơn. Tôi thấy có những người lên trên mạng này, họ sống, họ bị lôi cuốn vào những cái dòng xoáy lẩn quẩn lanh quanh, cuối cùng không ra cái ôm gì. Có nhiều người lên trên này bày tỏ cái lòng yêu nước của mình, lọt xả xa ngầu. Nhìn về quê hương tôi thấy phải nói là rất là khâm phục những người lãnh đạo ở Việt Nam, rất là tài giỏi, lúc nào cũng lái cái con thuyền vận mệnh đất nước, làm sao cho đất nước ngày một tốt hơn, phát triển đổi mới phồn thịnh hơn, đời sống của người dân ngày một ấm no hơn, hạnh phúc hơn, công ăn việc làm, kinh tế phát triển và đổi mới từng ngày và từng giờ.
mà ngày hôm nay lại có những kẻ đầu hai thước tóc mà là buổi xế chiều rồi. Bây giờ được tuyên bố bỏ đảng tào lao, rất là tào lao. Rất nhiều người tôi thấy rất là lạ. Thì nói chung cái đó cũng là một cái phần trong cái xã hội của con người ngày hôm nay. Khi mà đất nước đổi mới phát triển, họ theo không kịp. Anh chị em các bạn nhìn thấy, họ theo không kịp. Họ theo không kịp cái đà phát triển của đất nước. Họ quay ra bắt đầu họ bất mãn, họ cảm thấy mình bị thua súc về mọi mặt, rồi quay qua bắt đầu bất mãn chính quyền, bất mãn xã hội, bất mãn đảng, bất mãn mọi thứ. Những hạng người này họ sống không bao giờ mà họ hài lòng tất cả những gì mà đất nước đã và đang làm cho họ cả. Họ không bao giờ hài lòng. Tại vì họ là những người, người ta gọi là win-win situation, là người, những người, cái loại người lúc nào cũng phải là muốn là ta đây. Mà trong khi đó tài cán thì không có, toàn là làm chuyện tào lao, không ra cái gì hết. Bởi vì chỉ mong làm sao đất nước ngày một đổi mới phát triển, những cái hệ sau này họ làm việc càng lúc càng chững chạc hơn, để đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Tôi thấy vấn đề đa nguyên đa đảng hiện nay nó chỉ là mỹ dân thôi, cho nên các bạn hết sức cẩn thận. Chúng ta hết sức cẩn thận, đừng để những cái thành phần mà mỹ dân nó lừa mình. Các bạn nên nhớ, nó dùng cái bánh vẽ bẻ đó nó lừa mình. Đâu phải nhìn nước Mỹ xe cộ nhà cửa như vậy là nó là thiên đàng đâu. Anh chị em các bạn thấy cuộc sống nó tất tần tật, nó trăm nghìn mọi thứ. Khi cái kim đồng hồ quay là con người ta nó phải quay theo rồi. Cái thiên đàng Mỹ Quốc đâu phải vô chợ thấy nó như vậy là thiên đàng, thấy cái gì cũng ngon hết, bài bán cái gì rồi bài bán rất là bài bản. Ô, ngồi nó mơ bán hết tài sản, tiền của sự nghiệp bỏ hết để đặng mà vào để trong nước Mỹ. Yeah, I would like to send a West Virginia. Okay. Get into the computer real quick. Do you have a piece of paper, please? For the West Virginia? Yes. Because everything's paperless now. Yeah, I know. Okay. I want to write out a name. Yeah. Nhiều khi nhìn cái bánh vẽ thì thấy cái gì cũng hoành tráng. Thôi thì mình tạm dừng ở đây, để làm ít công chuyện cho nó xong. Your phone number? 623-398-5752. And what is your name? Lloyd. Person? This new person, yes. Okay, and where are you sending it to? What to country? Vietnam. To Vietnam? Yeah. You want it in dong or US dollars? US dollar. How much? 100. And are you sending this as payment of goods or services in response to a telemarketing phone call? No, thank you. Yeah, that's the last name and the middle name and the last the first name. Okay, so I'll do it. Oh, wait. I think that's wrong. Let me explain again. Oh, this is
This is the last name right here, and this is the first name. Okay, so it's just like it's written. Yeah. So it goes first, one, two, three. Yes. Okay.